Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trại Chó Hoàng Gia Kennel. Thì ngày hôm nay mình đang sửa soạn đóng lồng các bé, đóng các mẹ nhá, Shiba, cái giống để giao cho trại liên kết ở Quảng Trị. Thì ngày hôm nay mình giao tổng cộng là 7 bé, gồm có 6 bé cái giống và một bé được giống. Thì đơn này thì mình giao tổng cộng là 10 bé lận, nhưng mà còn 3 bé thì khoảng tầm 1 tháng thì mình sẽ giao ra sau. Thì hôm nay là tổng cộng là 7 bé này. Đó, Quảng Trị thì là một trại, đây là trại đầu tiên, chi nhánh đầu tiên của Hoàng Gia ở mảnh đất Quảng Trị. Thì những anh chị nào ở Quảng Trị đang muốn tìm hiểu về dòng nhân giống này thì cứ liên hệ cho em nhé. Em sẽ cung cấp thông tin cho chủ trang trại ở Quảng Trị để mọi người cùng đến tham quan. Tham quan và tìm hiểu sâu hơn về cái ngành này, hoặc là anh chị có thể đi vào Đắk Lắk, trại chính của em để tham quan trực tiếp thì nó sẽ càng tốt hơn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu là khi mà liên kết với bên em thì sẽ liên kết với Hoàng Gia thì sẽ được bên Hoàng Gia cung cấp những gì ấy. Đầu tiên là trong quãng đường đi thì em sẽ tặng kèm một chai nước này để cho các bé trong quãng đường đi sẽ tiếp nước cho các bé để các bé đỡ bị say xe, đỡ bị mệt mỏi. Thứ hai nữa là em sẽ tặng kèm hạt này, trong này có hạt này, có thuốc men này, thuốc men, thuốc bổ, có men hỗ trợ đường ruột, hỗ trợ lông canxi, rồi có những thuốc bổ giúp cho các bé có sức đề kháng tốt hơn. Và thứ hai nữa là vì đây là dòng Shiba nên là tất cả các bé đều có giấy VKA do Hiệp hội VKA cấp. Thì đây mình có giao là có mấy tờ này này, đây là thông tin nguồn gốc xuất xứ của các bé bé giống nhá. Đó, và tiếp theo nữa là khi mà liên kết với Hoàng Gia thì sẽ được cấp một bằng bằng ấy, đây là bằng này ấy, bằng đã chính thức là hộ liên kết bên Hoàng Gia đó. Và do là anh này cũng là học viên cũ của bên trại Hoàng Gia nên là vừa rồi có tham gia một lớp học, đó là do Bệnh viện Thú y Thanh Xuân cấp. Đấy, đây là bằng thú y cơ bản nha các bạn. Đó, rất là nhiều nhiều quà tặng mà bên Hoàng Gia đã cung cấp, và kèm theo nữa là có hợp đồng đầy đủ ấy. Và những anh chị nào đang ở miền Trung muốn tìm hiểu về cái ngành nhân giống chó cảnh này thì có thể liên hệ cho mình nhé. Mọi người cùng xem video này thì cho em xin một nút đăng ký kênh và like kênh nhé. Xin cảm ơn mọi người.